song vững chãi suốt năm thập niên qua, tiếng hát của Trang Mỹ Dung không bao giờ bị quên lãng trong lòng công chúng yêu dòng nhạc trữ tình. Đến tận năm nay, nữ ca sĩ từng được mến mộ qua nhiều ca khúc Mưa Nửa Đêm, Phận Nghèo, Tách Bến, Xa Nhau Từ Đó, Phượng Buồn v.v. mới cảm nhận rõ ràng rằng đã đến lúc bà cần hạn chế lên sân khấu, xa dần sàn diễn. Trang Mỹ Dung chia sẻ, bà có ý định dần rời sàn diễn từ nhiều năm trước do sức khỏe không còn tốt. Dẫu vậy, bà muốn lặng lẽ rời sân khấu, không tổ chức đêm diễn cuối cùng và chỉ tri ân khán giả bằng việc tham gia một số chương trình văn nghệ từ thiện khi có dịp. Dẫn vào sân ga tắm trăng mơ, mãi trường khi ấu thơ. Và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên đường. Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa. Quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nặng nề, anh nói một năm nữa anh về. Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Trang Mỹ Dung đã có những đóng góp nhất định cho làng nhạc Việt. Bà vẫn giữ được sự mộc mạc vốn có trong giọng hát của mình, chinh phục khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình suốt bao năm. Mặc dù được người hâm mộ công nhận là danh ca, nhưng Trang Mỹ Dung ngoài đời sống rất khiêm tốn. Bà được nhiều nhạc sĩ như Châu Kỳ, Anh Bằng, Mạc Thế Nhân, Ngọc Sơn, Phạm Đình Chương, Hoàng Trang v.v. quý mến. Do tính cách khép kín, Trang Mỹ Dung không thuộc dạng thích bon chen danh vọng. Bà nhẹ nhàng đến với nghề và mong ước nhẹ nhàng rời sân khấu. Mới đây, nữ ca sĩ này cùng với hai người bạn là Giao Linh và Phương Dung hát chung trong một đêm nhạc mà chỉ có bà biết sau đêm này mình sẽ xa dần sàn diễn. Vì thế, bà hát tâm sự với khán giả một cách chân thành, thiết tha như chưa bao giờ được hát, khiến người nghe bâng khuâng, bồi hồi xúc động, để rồi khi kết thúc, Trang Mỹ Dung lặng lẽ rời đi, chưa dám nói với những người yêu mến mình lời giã từ. Đêm đêm kiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm lao trống đây ta dịu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Đêm nào trong đây ta dịu. Danh ca Trang Mỹ Dung tâm sự, sẽ không có đêm diễn cuối cùng. Tôi mong mình rời sân khấu trong lặng lẽ và tri ân khán giả bằng việc tham gia một số chương trình văn nghệ từ thiện có chọn lọc. Nhìn lại quá trình từ lúc đến với sân khấu rồi được mến mộ, tôi thấy mình diễm phúc hơn nhiều người. Nếu nói sự từng trải, đau thương trong đời thực thường giúp người ca sĩ có giọng ca xa xiết, chứa đầy tâm sự. Tôi không thuộc những ca sĩ đó, bởi tôi luôn được gia đình quan tâm, chăm sóc, bên cạnh mình lúc nào cũng có người thân. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn để lại sự vị đẹp của tình bạn. Tôi sống nội tâm, suy nghĩ nhiều nhưng ít bộc lộ mà đem tất cả cảm xúc đó vào ca khúc phù hợp với mình. Hai ca sĩ Giao Linh và Phương Dung là những người bạn thân thiết của bà đều khẳng định Trang Mỹ Dung hiền và ít nói về bản thân.
Bà chỉ bộc lộ cảm xúc về bài hát được nghe, được xem do đồng nghiệp biểu diễn. Sống khép kín, hiếm có bạn, nhưng hễ gắn kết với ai, bà mãi mãi xem là tri âm. Trang Mỹ Dung cũng là người quan tâm đến đồng nghiệp, hễ bất kỳ ai gặp khó khăn, bà đều có mặt để sẻ chia, an ủi. Ai đi ngoài sương gió, ta tới chưa buồn vì mưa. Ai đi ngoài sương gió, chưa nức nở. Mưa rơi rơi là lời ca xa xôi, thắm thiết thương ai lướt đi ngoài mưa. Dù trời còn mưa rơi, đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười rồi ngày trời thôi mưa, đời lại đẹp như thơ, quyến luyến trong mưa ấm êm tâm hồn hát câu. Trang Mỹ Dung sinh năm 1951 tại Phan Thiết, trong một gia đình không ai theo nghề ca hát. Năm 6 tuổi, bà theo ba mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Đến năm 1967, bà ghi danh tham dự cuộc thi tuyển chọn ca sĩ trẻ do Đài Truyền hình Sài Gòn tổ chức. Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, sau buổi sơ khảo cuộc thi trên, nhạc sĩ Anh Bằng đã khuyến khích Trang Mỹ Dung theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau đó được sự đồng ý của ba mẹ, bà tham gia học lớp thanh nhạc do nhóm Lê Minh Bằng gồm Lê Sinh, Minh Kỳ và Anh Bằng sáng lập. Học được một năm, Trang Mỹ Dung được nhạc sĩ Anh Bằng giới thiệu đến thu âm cho hãng đĩa Asia Sóng Nhạc, một thương hiệu rất nổi tiếng thời đó. Sau nhiều ca khúc được đón nhận nồng nhiệt, bà được nhiều hãng đĩa khác mời cộng tác và có mặt trong các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ này từng gặp tai nạn giao thông trong một chuyến lưu diễn ở miền Trung thời trẻ, bị bể xương hàm và tạm dừng biểu diễn một thời gian. Nhớ nhung hoài, từng giọt mưa rơi rơi là lời ca xa xôi, thắm thiết thương ai lướt đi ngoài mưa. Dù trời còn mưa rơi, đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười. Rồi ngày trời thôi mưa, đời lại đẹp như thơ, quyến luyến trong mưa, ấm êm tâm hồn, hát câu yêu đời. Rồi ngày trời thôi mưa, đời lại đẹp như thơ, quyến luyến trong mưa, ấm êm tâm hồn, hát câu yêu đời. Tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, nếu lấy nghệ danh là Mỹ Dung, thời đó lại trùng tên với một số nữ ca sĩ đàn chị, nên khi tôi mời cô ấy vào ban tạp lục hát hàng tuần trên sóng phát thanh, Dung đã sửa lại nghệ danh là Trang Mỹ Dung. Tương tự với các học trò khác của tôi như Trang Thanh Lan, Trang Kim Yến và Trang Kim Phụng, kỳ thực những ca sĩ này không họ hàng gì với nhau. Tâm sự thêm về cơ duyên đến với nghề, giấu lặng lẽ, nhưng nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, giọng ca của bà thấm sâu vào lòng người hâm mộ. Trang Mỹ Dung thổ lộ, bà nghĩ ba mẹ mình đã gieo duyên lành để mình được khán giả yêu quý. Đậm đà vì là buổi ban đầu ta gặp nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ. Tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ đẹp lại nét thấm môi em tiếng hẹn hò.
biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về. Và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rọt vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng hơi đêm vẫn còn chưa gặp lại người xưa. Trang Mỹ Dung chia sẻ, khi tôi mới vào nghề, một số người quen thắc mắc tại sao gia đình công chức mà lại cho con gái theo nghề sướng ca. Ba tôi cười bảo rằng đó là duyên may, vì đem lời ca tiếng hát truyền cảm xúc cho người ta sống tốt, sống thiện thì rất là đáng trân quý. Mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi tiền thù lao đi hát của con gái phải cao hơn danh ca này, ngôi sao khác, chưa hề dạy tôi phải tranh giành ai để có được số diễn. Tất cả đều là duyên may, ngay cả việc tôi tạm rời sàn diễn một cách lặng lẽ cũng là duyên may, chứ ở tuổi này còn làm ầm ĩ trông rất kỳ. Bà không nói đến thời điểm quay lại, nhưng lịch thu âm những bài hát cho Phật giáo, những chương trình thiện nguyện giúp trẻ em mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn thì bà vẫn nhận. Thong song, vững chãi năm thập niên qua, tiếng hát của Trang Mỹ Dung không bao giờ bị quên lãng trong lòng công chúng mộ điệu giàu nhạc trữ tình. Vẫn còn chưa gặp lại người xưa. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa.